Xin chào anh em, trên tay tôi đang là một cái nhẫn sapphire đen sao. Sản phẩm này tôi làm cho anh Tùng. Sản phẩm này có mã là 5999. Anh Tùng sử dụng hết 4,957 chỉ vàng 18K750 và một cái viên đá sapphire sao có giá là 4.950.000, và đây là một viên sapphire sao đã qua nhiệt anh chị nhá, giá rẻ. Ok, chúng ta cùng theo dõi video nhá, xem cái sản phẩm này như nào. Đây là hai con dê húc nhau. Tiện đây tôi giới thiệu anh chị cái ngọc hôm trước nhá, đã mài xong rồi và bây giờ nó thành như thiên hải. Tại cùng xem video. Đây nhẫn của chúng ta bật lên thì là nhẫn sao nhá anh chị nhá, sao đen, sapphire sao đen. Và đây là có hai con dê núi. Với cái chi tiết thì cũng khá là đơn giản thôi, chúng ta sẽ làm chi tiết trơn và không có đá phụ nữa. Thì trên cái sản phẩm này của anh ấy thì là cái số tiền nhiều nhất thì nó nằm ở trên tiền vàng thôi anh chị ạ. Và tiền vàng ở đây chúng ta sẽ có cái chi phí nó sẽ là 25.371.000 cho 4,9 chỉ, 4,97 chỉ, nó gần 5 chỉ đấy. Tại vì sao thì nét như thế này. Tôi có thể tắt cái đèn này để xem cái sao cho anh chị nhé. Đây anh chị nhìn này, sao nét căng luôn, đúng không? Thì sản phẩm sẽ kèm theo giám định, lúc nào cũng vậy rồi. Đây sapphire tự nhiên, sapphire tự nhiên được xử lý này, sapphire sao này. Thực ra cái này thì cái viên này nó có xử lý, nhưng mà xử lý nó có những độ nhẹ thôi, thế nên là trong các trường hợp thì có thể có lúc người ta sẽ bỏ qua. Đấy, lúc sẽ bỏ qua nhá. Đơn lòng và vẫn chữ phúc này, logo Tahigem vàng 18K750 là những thông tin tiếp theo chúng ta có thể sử dụng được. Đấy, và anh Tùng thì có mã là 5999, mã rất đẹp. Tổng chi phí sản phẩm này sẽ là 29.961.000 dành cho anh Tùng. Thì đây là cái viên sapphire đen sao mà tôi nhập về cái đây cũng tầm khoảng 4 tháng, 4 5 tháng gì đó. Thế và sắp tới thì cũng có một số cái hàng đen nữa về. Nó sẽ đen bóng hơn cái này một chút thì rồi tôi báo cho anh chị nhé. Hôm trước thì tôi đã giới thiệu anh chị về cái loại ngọc này và hôm nay tôi đã mài xong rồi. Thì nó đem lại cái độ bóng rất là cao. Rất là đẹp luôn, bóng đẹp. Và tôi rất kỳ vọng vào sản phẩm này. Sản phẩm này nó có cái màu sắc rất là tuyệt vời. Đây. Anh chị nhìn này, nó khác nhau rất nhiều, soi gương được luôn. Anh chị nhìn đấy, cái bóng đèn nhà tôi ở trên đây kìa, hình như ngôi cánh sen, anh chị nhìn thấy không? Soi gương luôn nhá. Thậm chí là có thể soi được mặt tôi đây đấy, để tôi xem camera có thấy mặt tôi trên cái này không nhá. Hơi tối, mặt mình nó tối, nó không có nhìn thấy. Nhưng nói chung là soi gương được. Và độ đặc cũng rất là tốt. Thì khả năng là cái lô này hay đấy, lô này tôi sẽ sử dụng để sử dụng trong làm mặt dây hoặc là làm tượng tạc cho anh chị. Tại vì những cái màu này là màu giống hệt ngọc lục bảo anh chị ạ, màu rất là đẹp luôn rồi nha. Ok, cảm ơn anh rất nhiều, xin chào và tạm biệt anh chị. Cảm ơn anh Tùng đã cùng với tay em sản xuất ra một cái nhẫn phong thủy cho anh, và chúc anh đặt nhiều may mắn trong khi sử dụng sản phẩm này nhá. Xin chào và tạm biệt anh.